Này, các cụ nói là không sai tí nào nhá, là mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời gì ghẻ mà lại thương con chồng. Nhưng mà đây là gì, nó là rất thương nó đấy cô ạ. Bác Quân ơi. Gì? Bác đừng run nữa, em cứ run theo bác bây giờ đấy. Tôi có run đâu, mà là điện thoại nó rung. Ui giời. Điện thoại nó rung đây này. Alo. Dạ. Cô ơi. Cô. Dạ. Thôi. Cô đừng nhại tôi nữa. Tôi vừa bị gọi điện thoại khủng bố dọa giết đây này. Ra thế ạ? Ừ. Bác Quân ơi. Em bảo này. Bây giờ ấy, theo em là bác về. Ừ. Bác bảo với cả cô Hiền ý, có lấy tiền của người ta thì giả người ta đi. Chứ bây giờ cái đồng tiền nó không xứng đáng thì mình tiêu, mình sợ lắm. Mà toàn là mồ hôi nước mắt của người ta thôi. Tốt nhất là đem giả lại đi bác ạ. Tôi chả nói giấu gì cô nhá. Vâng. Anh nhà tôi là chơi họ nên nó bị vỡ, vừa rồi bị vỡ nên là phải lấy tiền ra để trả nợ. Thế á? Chết rồi. Thì thôi, bây giờ bác về nhà xem có cái gì thì bác bán đi mà trả nợ chứ còn gì nữa. Mà mấy hôm trước em thấy bác Huân cái gì vào nhà nhiều lắm cơ mà, cứ bầm cơ mà. Có cái gì đâu mà nhiều. Hôm trước ấy, là anh nhà tôi khuân mỗi một bộ sofa cao cấp của mua của Erado ở chỗ 36 Phạm Hùng thôi. Sofa? Ừ. Cao cấp? Đúng rồi. Erado? Đô. Thế thì bán cho tôi còn gì? Mình có chú đi theo cháu ạ. Rồi, cho vào bên này nhá. Ừ, đấy. Nhẹ tay cho anh nhá. Sướng phải chết dở đấy nhá. Rồi. Ôi, đây, nhẹ thôi. Sao hai bác ạ? Hai bác ngon hẳn, đi bảo dưỡng hay là có vấn đề gì ạ? À, vợ chồng chúng tôi là mua cái bộ sofa cao cấp này là mới được có một tuần. Thế hôm nay là mang đến đây để nhờ Euro là định giá lại xem là nó trị giá là bao nhiêu. Vâng ạ, nhà bác đi cháu ạ. Cái bộ này êm mà đẹp nhờ. Bộ này mà kê vào phòng khách nhà mình nó mới tương xứng. Để tôi đâu. Bảo đảm vừa khít luôn. Cháu ơi. Dạ. Cái mẫu này vừa rồi hai bác đi tìm ở trong kia có thấy đâu. Dạ thưa bác, một số mẫu do khách đặt bên phòng nhập khẩu về ạ. Mẫu này được làm do bò tóc cái đấy ạ. Hai bác này mua được một phần đó. Nhà ông bà mua bộ này bao tiền đấy? Bộ này nhà tôi mới mua được một tuần. Nó là sofa cao cấp, 150 triệu đấy. Nếu mà anh chị thích ấy, có ý định mua thì để tôi nhượng lại cho. Tôi cũng đang muốn bán đấy. Bên này bán, bên này mua. Mua bán đi. Ông bà bán bao nhiêu? Tôi rất kết bộ này. Nếu mà anh chị mà kết thực sự ấy thì tôi để hữu nghị lại cho 155 triệu. Ơ này, dùng rồi cơ mà không giảm nữa lại còn tăng lên 5 triệu là thế nào? Chị này buồn cười chả hiểu cái gì cả. Đây là sofa cao cấp, nhà tôi mới ngồi có một tuần cho nên là mới tăng giá 5 triệu. Chứ nhà tôi mà ngồi một tháng ấy thì nó phải là 200 triệu. Nếu mà ngồi một năm ấy nó phải là tiền tỷ. Cái hàng cao cấp của Erado này ấy, càng ngồi lại càng ra tiền. Ừ. Mà mình ơi, hả? Có khi thôi tôi nghĩ lại là tôi không bán nữa đâu.
bây giờ cứ để mà chăm sóc dưỡng da đi, từ giờ đến cuối năm có khi có tiền tỷ trời. Này, ông bà có mua không? Hay để tôi mua? Quyết nhanh đi. Tôi nhìn mặt cái con mụ này là nó đang có ý định tăng 5 triệu nữa là thành 160 triệu đấy. Quyết đi. Quyết nhá. Quyết. Này, chốt 155, đếm tiền luôn nhá. Trả cho anh này. Mời. Dạ. Đếm. Dạ vâng ạ. Hình như là gần đây tôi nghĩ là có cái đám nào đấy nó bảo kê cho cái bọn ăn xin ăn mày. Ừ. Nhiều lắm, lượn ra lượn vào. Mà tôi quán triệt luôn nhá, từ giờ trở đi gặp cái cánh ăn xin ăn mày là tuyệt đối không cho cái gì hết. Bác không phải dặn em nói bác luôn nhá, ăn mày thì em còn cho, chứ mà riêng ăn xin thì một trinh em không cho. Cô nói thế mà nghe được, ăn mày với ăn xin thì khác gì nhau? Ô hay, nó khác nhau rõ ràng như thế mà bác lại bảo là không khác nhau là thế nào? Ăn mày là người ta đi xin cơm, còn ăn xin là nó xin tiền, khác nhau như thế còn gì nữa. À, cũng có lý nhỉ, cô nói tôi mới biết đấy. Cho thùng thạch nào. Này này này, xin ăn đấy, tức là ăn mày đấy, cô giải quyết đi. Để em. Cô ơi, cô. Gì? Ui dồi ôi, bây giờ đã đến cái giờ cơm trưa đâu mà cụ xin ăn sớm thế. Cụ sang kia ngồi nhá, nghỉ chân một tí. Rồi lát nữa ấy, mấy cái hàng cơm bụi, cơm bình dân ý, nó nấu xong, có cơm thừa canh cặn gì con xin về con mời cụ chơi nhá. Cụ nhá. Này, thằng này mua chứ không xin nhá. Mấy ngày hôm nay không thổi cơm nó ăn rồi. Bác con chùn phỏng. Ôi giời ơi. Thế không là tôi thì là thằng ăn mày à? Bác làm cái gì mà bác ăn mặc trông cứ như là cái thằng ăn mày ấy. Em nhìn em phải tưởng bác là thằng ăn mày chứ em không biết là bác đâu. Khổ quá. Mấy hôm nay ấy là cái bọn đòi nợ với cả gọi điện khủng bố dọa giết tôi ấy, nó đi tuần loanh quanh này ráo riết quá. Cho nên tôi phải cải trang như này để đi ra mua thạch ăn cho nó đỡ đói. À, khổ thế cái chứ đi. À, bác Quân ơi. Cái gì? Thế hóa ra là cái đám trong này là vợ con của bác à? Đúng rồi. Ôi giời ơi, có em với cô Hương ở đây rồi. Bác cứ yên tâm nhá. Đúng gọi rồi. Cả ra đây ngồi ăn thạch cho nó đàng hoàng. Nhưng mà này, tôi hỏi chú nhé, tại sao tôi đã đâm đơn rồi mà chú không có cái phương án bảo vệ nhân chứng với cả là đảm bảo an ninh cho gia đình tôi là thế nào? Rồi, bác cứ yên tâm, cứ gọi vợ con ra ăn thạch cho nó đàng hoàng đã nhá. Bác gọi ra đây. Gọi cô, anh ơi, ra đây các con ơi. Ra đây. Nhưng mà có an toàn không? Có chú Nhục với lại cô Hương ở đây rồi, cứ ra ăn thoải mái đi, nhanh lên. Đây, ngồi đây. Lấy hết các loại thạch mới nhất cho. Ngồi đây cháu. Thôi thoải mái đi nhá. Bác Quân, ra em nhờ thì. Bây giờ ấy, bác phải nghe em. Ừ. Em hướng dẫn bác như thế này. Bác về bác làm cho em một cái đơn, ghi rõ là tên tôi là Nguyễn Quốc Quân Trùn, gửi lên gọi là Hiệp hội Sợ Vợ Toàn Cầu. Với lý do là gia đình nhà tôi bây giờ đang bị gặp khó khăn về cái vấn đề an ninh. Chính vì thế cho nên tôi đề nghị hội là phải có một cái phương án bảo vệ gia đình nhà tôi là tuyệt đối an toàn. Bảo vệ cho bác là ai? Em chứ ai? Cứ cho các cháu nó ăn uống đàng hoàng nhá. Ăn uống đàng hoàng đi con ơi. Ôi ông Nhục ơi, hình như có cái bọn nó đòi giết cả nhà ông Quân Trùn, nó đang mò đến đấy cả. Đây. Đúng rồi. Bác Quân ơi. Đúng rồi đấy. Trên này cả cả nhà chịu khó trốn vào cái gầm cầu thang. Khổ thế nhỉ? Quá khổ.